ít chứ đặt quá ít chứ không trở về được luôn. Ừ, đúng bài luôn phải em. Tục luôn trời. Nha. Con này tục luôn. Kiếm gì cũng dây rồi. Dây. Dây đâu ta? Thì nãy rồi. Tục mười cũng chết đổ đít. Tẹt một cái là chết luôn. Ông nhiều không tôi. Xe. Rồi, hello anh em ạ. Cá cái này được không anh em? Trời ơi ghê ạ. Quá. Đồng không anh em ơi. Nhưng mà vô rồi anh em. Sáng mới đi vô là xong giờ đổ anh em ơi. Này đặt đổ tôi luôn luôn nha anh em. Này mới giữ nè anh em. Trời ơi nó trời. Cứng lợp luôn em ơi. Anh em nào có nhu cầu mua vớn đa năng liên hệ mình nha anh em. Vừa đổ không ra luôn rồi. Để điện thoại mình comment ở dưới anh em ơi. Nghe không? Đủ. Có ba cái quá ớt. Trời. Cái hai ba con, có cái thì hơn 5 6 con, 7 8 con. 20 con đó. Hả? Chục ký ạ. Qua mày mới giữ mày bưng không à. Thì khi ấy đi đặt nói cho nó có tinh thần chứ. Còn là ẩm không hả? Bưng không chịu chịu ẩm không à? Trời ơi, ít lửa. Đâu? Trời ơi, xíu lắm rồi. Quá. Wow. Vô mày ít lửa kìa. Ít phèn nè. Ít phèn đã hả? Bây giờ ngớ rồi. Quá là nước có phèn. Quá nhớ đặt nhiều lắm hả? Quá nhớ đặt lâu quá mà. Trời ơi, đợt. Quá trời. Cái Liên Xô này nó mạnh. Có vô nuôi nữa hả? Nè. Quá trời chi này bự nè. Đồng hay gì? Đồng. Trời ơi. Lắm rồi. Để cá là tùm lum thôi. Lạp mày đánh vào một lần rồi tan sát luôn em ơi. Tan phế luôn. Cái này có cá thật kia mấy hắn lên đây dăng được rồi. Khô quỷ gì. Thấy nhiều quá. Quá ục quá ục quá trời luôn. Rồi. Trời ơi rồi. Trời ơi. Dữ lắm anh em, nó nặng mà tới nỗi mà nó sập dèo luôn anh em. Vô ơi, hiển nó vô ơi. Tụ chạy nè. Quá là thấy răng ri. Này bông dữ ha. Đâu. Bự ghê hả? Còn được hai con, còn bự còn nhỏ xíu.
có chạy cái em ơi. Ếch lúc gậy có giá lắm nha nè. Cái hình của ổng qua đặt trúng phải. Quá trời hình im. Qua phải để đeo cái này đeo lên là im. Không lành luôn á. Để cái già lung tung beng lên. Tự làm gì quá hiếm. Bắt con đó chừng mới sống nguyên bồn nó mệt à. Kiếm cây cột ơi. Đâu dây lấy luôn còn đâu nữa. Có dây luôn quần không? Trời, lương nè em, quá tận lương quá đã luôn. Đây có lương hiện. Khơi khơi tên tơ vậy mình vô. Đâu đặt xét luôn. Trâu chạy anh em. Quá. Lô mẹ. Mấy cái lô mẹ nó đang có đường nước bự xuống. Hả? Ít khỉ không? Ít được không? Nói vậy thấy mày bưng không ẩm không ngờ. Con tụng nó hết đó hả? Đổ lệ kìa hả? Đổ lẹ kìa hả? Chạy gì đâu, gì không chứ chạy gì đâu. Chạy gì không? Lương mấy ếch lên em ơi. Có 4-5 cái gì vậy? Không phải là không có mà đàn em nó mượn. Căng quá. Độc đã cũng phải cần chứ. Mập ghê mày. Sao mà nãy ông mất nuôi bự bự không? Ừ. Làm như ra nhiều quá ta không bắt hay sao ta? Mấy con mà kiểu nó đẹp đẹp á. Thả ra bự gì đó hả? Kinh vãi à. Chủ camera là cái vũ vũ dính xình không? Xong không? Xong rồi. Tàu cái này nè anh em. Vô kênh này nè anh em. Ui ui. Trời ơi, chết rồi. Còn khủng lắm rồi. Chị ghê hả? Ghê. Ghê hả? Wow.
Đâu có. Đâu mà sao vô đụng mẹ đầy đầy đó hả? Trúng ổ anh nuôi đó. Ôi. Đâu? Đâu chạy? Không là bông gam. Đổ mấy cái đi. Đổ mấy cái cứng luôn. Cứng gì? Cứng bồng luôn. Cứng bồng. Thì lắm nó vô bên này mà. Trời ơi, đầu ló cái đó mà không thấy. Ghê vậy ta chứ. Vô trúng ổ. Chết hiện rồi, thấy nó nhiều hơn ít đồng rồi. Cái này về chắc xả kho quá. Khúc dưới này nè, khúc này. Đây, thành quả anh em ơi. Đây, ồ, nhìn không nổi luôn. Quá. Wow. Sao chở. Đất ớt chứ đặt quá ớt chứ không chở về được luôn. Ừ. Đúng bài luôn phải em. Tập luôn trời. Nhê. Con này tập luôn. Kiếm vô cụm dây coi. Dễ yeah. Đâu ta. Thì nãy rồi. Trời ơi, không có chết đổ đít. Tẹt một cái là chết luôn. Đây, đây, đây. Không nhiều không tôi. Xe. Anh này lấy xe à? Quá chơi cục mới chết buồn. Chơi cục mới chết. Trời ơi, má đụng thân tôi cắn bên camera luôn. Nghe. Hiểu rồi.